Đây, đi nhổ rau rồi. Nhổ rau vô muối dưa. Ăn được không đấy? Đấy, con ăn cho mẹ gọt bớt cái vỏ cứng này đã. Chỉ ăn cái vỏ mềm không ăn vỏ cứng. Quả này mềm xèo rồi. Này hay chưa? Đấy, cái này ra nụ rồi. Của mẹ. Wow, trời ơi, con ơi. Thấy mẹ bẻ chưa nào? Ê, cho con này. Sao? Chào con. Ngon không? Đây. Dây nó mọc trông mọc kéo lên. Cái ngọn đâu mất rồi? Ôi đứt.